Biển hồ Pleiku là điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi du khách tới thành phố Pleiku. Nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái lâm viên biển hồ Chư Đăng Gia, biển hồ Pleiku là một điểm du lịch văn hóa tâm linh sinh thái nổi tiếng ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Biển hồ Pleiku cũng là lá phổi xanh, viên ngọc quý cung cấp nước sạch cho thành phố Pleiku. Biển hồ là hồ nước ngọt nằm ở xã Biển Hồ, cách thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, 7 km về phía tây bắc, trên độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển. Biển hồ gồm hai hồ nước thông nhau, được bao bọc bởi rừng thông, núi non xanh biếc tạo thành bức tranh thủy mạc lung linh, huyền ảo. Ở giữa biển hồ có một dải đất chạy dài ra giữa lòng hồ giúp cho khách tham quan ngắm được toàn cảnh biển hồ. Ở dải đất này, cách đây 3 năm, tỉnh Gia Lai phục chế lại tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tạo nên một điểm nhấn chụp ảnh lưu niệm, sinh hoạt tâm linh cho du khách. Tượng Phật Quan Thế Âm cao hơn 15 mét làm bằng đá nguyên khối lấy từ tỉnh Ninh Bình. Phía sau tượng là bức chắn phong thủy, có 5 cột đá tượng trưng cho 5 ngọn núi gọi là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hay là Ngũ Hành tương sinh. Biển hồ hình thành cách đây hàng triệu năm, nơi đây trước kia là miệng núi lửa. Người ta đồn là biển hồ không có đáy, nhưng thực ra khi núi lửa ngưng hoạt động thì chất nham thạch động lại ở đáy hồ. Bây giờ về độ sâu của biển hồ, chỗ sâu nhất khoảng 40 mét, tổng diện tích là 340 hectare. Địa thế thiên nhiên ban tặng, sơn bao thủy bọc. Nhạc sĩ Nguyễn Cường từng tới đây hình dung biển hồ là đôi mắt của thành phố Pleiku. Với cư dân địa phương, biển hồ gắn liền với những sự tích của đồng bào dân tộc Rai. Biển hồ còn được người dân địa phương gọi là Enuen hay hồ Tưng. Vì diện tích hồ lớn nên vào mùa mưa, sóng lớn như biển nên người dân thường gọi là biển hồ. Có chuyện kể rằng, Tơ Nưng chính là tên một làng cổ trong huyền thoại bị núi lửa chôn vùi, và những người sống sót vì khóc thương mà nước mắt chảy thành biển hồ. Hay câu chuyện ly kỳ như biển hồ thông ra tận biển đông. Mỗi mùa biển hồ lại có một điểm thú vị khác nhau. Mùa khô nước vơi, để lộ những dải đất ba gian màu mỡ, nhiều loài chim quý tìm đến sinh sống. Mùa mưa nước dâng cao, tạo sóng lớn vỗ bờ như sóng biển. Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm biển hồ. Thời tiết chuyển mình sang xuân se lạnh, mặt nước hồ trong xanh, cây hoa đâm trồi nảy lộc, cảm giác yên bình. Thời điểm này, bình minh ở biển hồ, sương giăng kín mặt hồ mờ ảo. Chiều xuống, những tia nắng hoàng hôn trên biển hồ, xuyên qua các tán thông tạo khung cảnh lãng mạn của núi rừng Tây Nguyên. Biển hồ, phong cảnh thiên nhiên ở biển hồ được bảo tồn rất tốt, không bị xâm hại môi trường mà vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ của tự nhiên. Khu di tích biển hồ Pleiku là một trong những khu di tích điểm nhấn du lịch rất đẹp của tỉnh Gia Lai. Biển hồ có không khí trong lành, cây cỏ thơ mộng. Phong cảnh sơn thủy hữu tình, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, biển hồ là hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất ở Tây Nguyên. Biển hồ Pleiku là điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi du khách tới thành phố Pleiku.